Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và đây cũng là một cái đơn hàng của anh Đạt ở Tây Ninh. Cái đơn này của anh thì không có cái gì ngoài full dress hết, chỉ có full dress và full dress. Đây là năm cặp mà mình mới vừa soạn riêng cho ảnh đây. Size này thì nói chung nó vẫn còn tơ đó các bạn, nó vẫn còn bung ra được nữa chứ không phải là nó chỉ vậy thôi đâu. Không biết ổng nuôi làm sao á, mà ổng chia sẻ với tôi là đợt ổng mua cái full dress ở đâu á, mà về 4 tháng rồi nó cá nó không chịu đẻ. Mà full dress á, thì tôi thấy nó dễ đẻ mà, nó đẻ được một cái là đẻ hoài luôn á. Mấy ông có công nhận cái điều đó không? Full dress nó dễ đẻ mà, đâu có khó đẻ như những cái dòng sọt đâu. Mà mấy cái con này muốn quay nó bắt trọn những cái khoảnh khắc mà nó đẹp nhất á, trời nó nói chung là cực ơi là cực luôn. Tôi ngồi tôi canh 7749 lần, tôi thấy nó mới vừa im im rồi tôi canh nó bốc máy lên, tôi quay vừa bốc cái máy lên cái bắt đầu nó bơi loạn xạ sà ngầu lên. Mà mấy cái dòng này thì mấy ông biết rồi đó, quay mà nó kiểu như nó bơi nhanh quá thì nó đâu có bung hết được cái vẻ đẹp của cá đâu. Tôi ngồi tôi quay cái clip mà tôi gửi cho khách đó, trời tôi nói mồ hôi con mồ hôi mẹ nó đổ ướt nhẹp luôn. Mấy ông nào mà có cái mẹo nào mà quay những cái dòng cá BDS quay lưng với lại đuôi này nè mà cho nó bung tối đa nhất có thể luôn á thì có gì chia sẻ cho tôi với nha, chứ trời mỗi lần tôi quay nó làm cả là một cái vấn đề luôn á. Rồi thôi nè, ông nào cần bộ full dress BDS thì có thể đặt trực tiếp tin top top shop của tôi luôn nha, còn không á thì đặt là tôi tự gửi ở ngoài cho mấy ông. Nhưng mà hiện tại ở ngoài á, tôi không có hình thức nhận hàng thanh toán nha, tất cả là đều thanh toán trước hết đó, nên là các ông cân nhắc nha. Còn về độ uy tín á thì nói chung là mấy ông khỏi phải bàn, mấy ông nào có theo dõi tôi lâu rồi thì biết tôi buôn bán như thế nào mà. Nhưng mà đơn ở ngoài á thì tôi ship từ 5 cặp trở lên, còn ông nào mà mua ít thì tầm khoảng 3 cặp đổ lại thôi thì cứ vào top top shop của tôi thẳng tiến nha.